Chào các bạn đã quay trở lại. Xem phần tiếp theo của loạt series phim kinh điển, Quái thú vô hình phần 2 hay còn gọi là Predator. Trong phần 2 này có một thông tin đầy hấp dẫn về series phim này. Đó là bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên ở Mỹ. Không cho phép chiếu cho những khán giả chưa đủ tuổi. Hình ảnh chiến binh Predator đã làm khán giả không thể quên. Là series ngang tầm với quái vật Alien. Phần 2 này còn đặt nền móng cho Alien với Predator sau này. Trong phần trước Predator và Schwarzenegger đã chiến đấu rất kịch liệt trong rừng. Trong phần này Predator sẽ chuyển đấu trường đến thành phố nhộn nhịp hơn, Los Angeles những năm 90, các băng đảng hoành hành dữ dội, công khai cầm súng bắn nhau với cảnh sát và bị áp đảo hoàn toàn bởi sức mạnh hỏa lực. Lúc này một người mặc áo vàng xuất hiện đó là Trung úy Mai. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú cục diện lập tức thay đổi. Băng đảng bị đẩy lùi ngay lập tức, khi tên cầm đầu rút về tổ hang ổ để phản đòn bằng vũ khí mạnh hơn. Nhưng điều hắn không ngờ là đột nhiên kính trần nhà bất ngờ vỡ vụn, rồi căn cứ bị san phản ngay lập tức. Lúc này, Mai vừa đến và lập tức xông vào căn cứ đối phương. Không rõ vì sao tên cầm đầu như điên cuồng bắn loạn xạ. Không còn nhận biết sống chết, rất nhanh chân, Mai liền đuổi theo, tưởng chừng hắn không còn đường thoát, sắp bị bắt về ăn cơm nhà nước, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến Mai phía trước, cứ nhìn quanh tìm kiếm cái gì đó. Bỗng hắn nhìn thấy một vùng mờ ảo trước mắt, hoảng hốt nâng súng bắn loạn xạ, Mai thấy vậy cũng buộc phải bóp cò, hạ hắn ngay trong tức khắc chưa kịp thắc mắc vì sao tên đó lại không để ý mình thì mai cảm thấy bất an tiền quay lại thì chỉ thấy bóng mơ rồi biến mất ngay tưởng chừng là ảo giác do căng thẳng nên cũng không để ý rồi ông quay lại căn cứ đối phương nhưng thấy tất cả đều bị hạ toàn bộ có người còn bị treo ngược trên trần không hiểu lý do tại sao nên mai cũng đành quay về đồn sau khi quay về thì mai lại nhận được tin vụ án này sẽ do điều tra viên peter của sở liên bang đảm nhiệm yêu cầu mai hợp tác cùng mặc dù miễn cưỡng nhưng vì sức ép từ cấp trên ông đành chấp nhận. Một vụ chưa dứt thì vụ khác lại xảy ra. Đêm hôm đó, một băng đảng Jamaica tên Vudu định thanh toán băng đảng lớn nhất địa phương, rồi chiếm lĩnh địa bàn. Khi chúng đang vui vẻ, thì bỗng xuất hiện ba chấm đỏ trên ngực một tên đàn em. Rồi anh ta bị hạ ngục ngay tức khắc. Ấy vậy bọn chúng bị hoảng sợ, nhắm mắt bắn loạn cả lên nhưng chẳng trúng ai. Khi bọn chúng ngừng bắn, thì bỗng xuất hiện một khẩu súng trong không trung, rồi bắn ra một cái lưới sắt. Một tên đàn em lại bị siết chặt đến hẹo tiếp theo là phi tiêu bay tới bọn chúng trước sự vô hình của chiến binh predator băng đảng này không có sự chống cự nào nhanh chóng toàn bộ bọn chúng đã bị tiêu diệt không lâu sau mai cùng cảnh sát tới thấy tất cả đều bị lột ra treo ngược lên trần nhà trên cửa thông gió trần còn lại một cái phi tiêu không lâu sau điều tra viên peter của fbi cũng tới nói vụ này thuộc thẩm quyền của anh ta rồi đuổi mai đi ông rất tức giận bèn bảo trợ lý ở lại hiện trường sau khi họ đi hết thì lẽn vào bên trong để lục lọi tìm phi tiêu cuối cùng cũng tìm thấy anh liền lấy cây phi tiêu từ ống thông gió ra đang quan sát kỹ thì bỗng có tiếng động phía sau anh ta hoảng sợ và bị vấp ngã theo phản xạ tự nhiên anh vô tình nắm được cái gì đó trong không trung điều này càng khiến anh càng hoảng sợ và bị rơi xuống nhưng bàn tay vô hình kia đã kéo anh lên lại rồi kết quả thì cũng như những người trước đó hôm sau mai tìm thấy cây phi tiêu trong xác trợ lý mai mang đi phân tích thì phát hiện cây phi tiêu như vậy lại rất nhẹ nhưng cứng và sắc như thép khi phân tích chất liệu cho thấy thành phần hoàn toàn không phải của trái đất, điều này khiến Mai càng thêm bối rối. Tành tìm gặp tên chùm của Vudu lúc nãy, hy vọng có thể lấy thông tin từ hắn. Tuy là chùm nhưng lại làm thầy bói kỳ lạ là phép chiêm tinh của hắn chính xác không ngờ. Nhờ đó mà hắn thống trị giới giang hồ nhiều năm. Theo lời tiên đoán, thủ phạm đằng sau là từ một thế giới khác, dấu vết của nó không thể lần ra, trừ khi nó tự xuất hiện. Nếu không sẽ không nhìn thấy nó. Mai thấy hắn nói bầy, không kiên nhẫn nghe hắn làm nhảm rồi quay lưng bỏ đi ngay nhưng sau khi mai vừa đi thì bỗng có thứ gì từ trên trời rơi xuống tên trùm liền thấy vận mệnh mình có niềm xấu tưởng là trời phạt vì dám tiết lộ thiên cơ thực ra là các predator muốn giết hắn vì nói nhiều tên trùm liền rút vũ khí ra để chiến đấu nhưng cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi predator khâm phục lòng dũng cảm của hắn sau khi hạ hắn xong predator treo hộp sọ hắn lên làm chiến lợi phẩm lúc này trên đường về nhà thì mai lại bị một chiếc xe tông và ông bị bắt lên xe tải khác chiếc xe tải này rất hiện đại. Rồi điều tra viên Peter xuất hiện, tiết lộ sự thật về các vụ án gần đây, là do người ngoài hành tinh gây ra. Kẻ ngoài hành tinh này từng đến trái đất cách đây 10 năm. Khi đó đội lính đánh thuê mạnh nhất trái đất, đã đối đầu trực tiếp với nó. Sau trận chiến ác liệt, mặc dù chiến thắng nhưng, chỉ còn một người sống sót, đó là đội trưởng Đát. Từ Đát họ biết về công nghệ tiên tiến, của chủng tộc Predator, nếu bắt sống được chúng chắc chắn có được, những công nghệ đột phá đó, và các Predator có điểm yếu chết người đó là chỉ phát hiện mục tiêu bằng nhiệt độ cơ thể. Điều này cho họ cách ứng phó dễ hơn khi đối mặt với Predator. Đó là mặc bộ đồ cách nhiệt, và giải bột làm mất tính năng tàng hình của Predator, rồi dùng nitơ lỏng để đóng băng và bắt sống. Sau mấy ngày điều tra, họ phát hiện sát thủ đến lò mổ gần đó, cứ ừ, mỗi hai ngày sẽ đến một lần để nạp năng lượng. Giờ họ phục kích khắp nơi quanh lò mổ, chỉ chờ con mồi cắn câu. Không lâu sau, Predator xuất hiện đúng như dự đoán, mặc dù không thấy tín hiệu nhiệt. Nhưng Predator đã biết, nó ngay lập tức phát hiện sự bất thường, rồi bắt đầu chuyển đổi chế độ quét, từ nhiệt đến tất cả các chế độ, cho đến khi chuyển sang chế độ cảm biến ánh sáng, con người lập tức lộ diện, thế là kẻ đi săn lại thành con mồi. Predator lao xuống từ trên cao, cầm thương tung hoành như được mùa, để bắt sống Predator, đội đặc nhiệm không dùng vũ khí mạnh, mà chỉ phun súng đông lạnh liên tục, nhưng điều đó không đe dọa được Predator, chẳng mấy chốc đội đặc nhiệm gần như bị tiêu diệt sạch. Nhận thấy tình hình xấu, Mai liền mặc áo chống đạn, còn đeo thêm một tấm thép trước ngực, trang bị vũ khí xong ông xông vào cứu người. Một phát súng đã phá tung cửa lò mổ, Predator thấy đối phương hỏa lực mạnh, liền kích hoạt chế độ tàng hình, nhưng vụ nổ vô tình kích hoạt hệ thống chữa cháy, lượng nước lớn làm áo giáp tàng hình bị hư hỏng nặng. Vì điều kiện khí hậu của quê hương Predator rất khô cằn, và nước thì rất hiếm đối với họ, nên thiết bị không chống nước được. Kể cho bạn nghe, hồi đó khi tôi ghé thăm hành tinh Predator, mấy chai nước suối tôi mang theo đã trở thành bảo vật của hoàng tộc. Không nói dốc đâu nha. Sau khi mất tàng hình, Predator bị Mai phát hiện, và bắn liên hồi bằng khẩu sót gan nên Predator không chịu nổi. Sau khi hạ Mai lột mặt nạ của Predator ra, bị vẻ đẹp lộng lẫy của nó mê hoặc, chỉ biết thốt lên đẹp quá. Chúng ta đặt tên cho Predator này là hoa cua nha. Hoa cua chưa chết, thấy Mai hoa cua liền tự xưng mình là hoa khôi. Mai chưa kịp phản ứng thì bị hoa cua nắm lấy ném ra xa. Rồi đập vỡ súng của ông, tức giận tiến lại gần ông bỗng Peter chưa chết đột nhiên lao ra, rút cơn tức vì Hoa Cua đã hại cả đội đặc nhiệm. Lúc này Hoa Cua rút ra một cái đĩa bay ra, chỗ nào đi qua đều bị chặt đứt làm đôi. Sự vượt trội của vũ khí là điều đương nhiên, Peter cũng không thoát được, cuối cùng cũng xanh cỏ cùng với đội của mình. Thấy không thể chống lại, Mai chạy lên sân thượng, Hoa Cua cũng đuổi theo với bộ lọc không khí, rõ ràng không khí trái đất khiến chúng không thể thở được. Khi chuẩn bị rút lui để hồi phục, Mai bất ngờ lao đến tấn công, quyết cùng nó kết thúc sự sống nhưng cả hai lại bị kẹt lại. Hoa cua nắm chặt cánh tay Mai, nhưng nó cũng bị thương nặng nên sức đã yếu nhiều. Dưới sự khiêu khích của Mai, nó liền kích hoạt thiết bị tự hủy. Mai thấy vậy, vội vàng rút đĩa bay trên tường ra chém thiết bị, cắt luôn cánh tay của Hoa cua. Hoa cua cố giảm tốc rơi, cuối cùng nắm được một ống nước, rớt xuống nhà vệ sinh tòa nhà bên cạnh. Rồi nó đập vỡ tường tay không, mò một mớ gạch vụn, rồi lấy bộ dụng cụ y tế mang theo, đổ một chai chất lỏng bí ẩn lên gạch. Hai thứ phản ứng, bốc cháy ngọn lửa xanh hoa cua dùng sản phẩm phản ứng bôi lên vết thương rồi kêu la lên như lợn bị giết xử lý vết thương do đạn bắn xong rồi tiêm cho mình một mũi adrenaline lập tức được kích thích hưng phấn hoa cua hồi phục hoàn toàn phá cửa bằng sức mạnh đi đến đâu đập phá đến đó đúng là báo mà điều này cũng làm bà lão nhìn thấy sợ đến mặt mày trơ trơ lúc đó mai cũng vừa leo đến nhà vệ sinh chỗ hoa cua sau khi hỏi bà lão thì thì liền đuổi theo dấu vết hoa cua đến đường hầm cống mai vô tình bị trượt chân rớt xuống và phát hiện ra hang ổ của predator dưới đó là một chiếc tàu vũ trụ của bọn chúng trên vách tàu khắc hình vẽ bí ẩn sâu trong có nhiều hộp sọ sinh vật có của khủng long người và rất nhiều sinh vật lạ khác như một kệ trưng bày sản phẩm tộc predator săn bắt sinh vật mạnh để làm lề trưởng thành đánh bại người mạnh nhất là vượt qua thử thách trưởng thành bất ngờ phía sau có lưới kim loại tấn công mai quấn chặt ông lại may là ông vẫn còn giữ chiếc đĩa bay của hoa cua nếu không thì phim đã kết thúc ở đây rồi hoa cua xuất hiện chiến đấu với mai nhưng sức mạnh vượt trội quá rõ ràng. Mặc dù ông dùng đĩa bay đỡ được một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi hoa cua. Khi hoa cua sắp giáng đòn cuối cùng, Mai đột ngột đâm đĩa bay vào ngực hoa cua. Con này bị đâm xong cũng kêu la lung tung gì đó. Theo bình thường thì đòn tấn công này không là gì với Predator. Và bị phản công lại Mai sẽ hẹo, nhưng nhờ vận may nhân vật chính, hoa cua chỉ lắc lư đuôi tóc thác bính, rồi bất ngờ chết lăn đùng ra hẹo. Chưa kịp thở pháo, xung quanh Mai xuất hiện nhiều chiến binh Predator khác. Hóa ra chúng đã ẩn nấp xung quanh từ trước, đóng vai khán giả để xem. Mai nhìn thấy các chiến binh Predator bốn phía, biết mình khó thoát được, nên ông đành buông xuôi, nhưng không ngờ chúng không hề tấn công, chỉ khiên xác hoa cua rồi rời đi. Mai mặt mày ngơ ngác, nhìn chúng biến mất từng con một. Có trưởng lão tặng ông một khẩu súng cổ, làm chiến lợi phẩm, trên khắc số 1715, rồi trưởng lão quay đi, đuôi tóc bay phấp phới. Đó là nền văn hóa tôn sùng chiến binh của tộc Predator. Thắng làm vua thua làm giặc không oán trách sau đó toàn bộ tàu dung chuyển mạnh mai nhận ra tàu sắp rời trái đất ông vội vàng rời khỏi đó ngọn lửa phía sau tàu suýt thiêu chết ông sau khi các predator rời đi mai đi theo đường tàu để ra khỏi nơi này bộ phim đến đây là hết hẹn gặp lại các bạn vào phần 3 của series phim predator này cảm ơn vì đã xem video